Đà Nẵng là thành phố đô thị loại 1 của Việt Nam. Có cảng biển nước sâu, bờ biển dài hàng cây số và những rặng núi đẹp. Theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020, tầm nhìn 2030, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và ASEAN, trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế. Trong 5 năm qua, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất của Việt Nam, với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, môi trường sống tốt và thu hút nguồn nhân lực trong nước cũng như các chuyên gia nước ngoài về sống và làm việc. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh khắp thế giới, bằng những chiến dịch nhanh chóng, kịp thời, Việt Nam là lựa chọn làm điểm đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư trên thế giới. Với lợi thế về địa hình, Đà Nẵng là nơi có môi trường đầu tư tốt nhất Việt Nam hiện nay. Điển hình, thành phố Đà Nẵng đã chào đón một số nhà đầu tư nước ngoài như Starbucks, Highland, tập đoàn UAC Mỹ, Coca-Cola. Đặc biệt, Samsung, LG, Microsoft cũng đang có kế hoạch gấp rút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. Đây sẽ là bước đột phá lớn về kinh tế của Đà Nẵng, là cầu nối cho sự phát triển của nền kinh tế miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thành phố Đà Nẵng chủ trương phát triển y tế, trở thành trung tâm y tế lớn nhất miền Trung và Tây Nguyên, nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và lân cận. Các chuyên gia nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại đây, cũng như người dân khu vực các nước ASEAN. Đặc biệt là lượng du khách hàng năm đang dần chọn Đà Nẵng là nơi vừa kết hợp du lịch và khám chữa bệnh theo trào lưu du lịch y tế. Tọa lạc tại số 2 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, với vị trí đắc địa ngay tại trung tâm thành phố, cách sân bay chỉ 500m, Bệnh viện Hoa Hảo hiện được xây dựng với tổng diện tích đất 3.500m², gồm hai khu là khu chức năng khám chữa bệnh đông y và khu sản nhi có nội trú với tổng hơn 120 giường bệnh, được phân thành hai khu, gồm khu khám chữa bệnh đông y có 3 tầng với diện tích hơn 1.800m², khu nội trú sản nhi 7 tầng với diện tích hơn 4.200m². Trong tương lai, sẽ trình thành phố cấp phép mở rộng phát triển quy mô bệnh viện tầm quốc tế với diện tích dự kiến hơn 20.000m². Sau khi hoàn thiện các hạng mục về trang thiết bị y tế và đưa vào vận hành, nguồn thu chủ lực của bệnh viện đến từ dịch vụ thăm khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, điều trị bệnh và nội trú. Giá trị gia tăng của bất động sản tại khu đất tọa lạc là rất lớn. Với mục tiêu mang dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế vào Việt Nam, Bệnh viện Hoa Hảo Đà Nẵng được quy hoạch đầu tư xây dựng với quy mô lớn, trở thành bệnh viện chuyên ngành đông y và sản nhi đầu tiên và lớn nhất Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung Việt Nam. Với vị trí đắc địa, đầu tư quy mô, hiện đại, quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, Bệnh viện Hoa Hảo Đà Nẵng sẽ là nơi tiếp nhận, điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân một cách tốt nhất, hiện đại nhất theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực miền Trung. Một điểm sáng tại Bệnh viện Hoa Hảo Đà Nẵng chính là việc quy tụ nhiều bác sĩ, chuyên viên y tế đầu ngành cùng dịch vụ vô cùng hiện đại và tiện ích. Theo đó, bất cứ người bệnh nào khi đến với bệnh viện đều được hưởng tiêu chuẩn khám chữa bệnh hoàn hảo như đang ở khách sạn, xóa tan tâm lý mệt mỏi của người bệnh. Nguồn lợi thu về từ bệnh viện, ngoài việc chi trả cho cán bộ công nhân viên, chúng tôi còn dành để đầu tư mở rộng bệnh viện và đặc biệt là xây dựng quỹ hỗ trợ vì cộng đồng.